Thánh Súng lên tiếng về diện mạo xinh đẹp, không phải tôi thay đổi. Thánh Súng Ngân Thảo đã chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi. Không chỉ bất ngờ về thông tin cô nàng kết hôn, khán giả còn tỏ ra vô cùng bất ngờ trước nhan sắc xinh đẹp của cô dâu mới. Trở thành nàng dâu xinh xắn của Thánh Súng khiến người hâm mộ vẫn nghĩ về hình ảnh của cô nàng khi tham gia thách thức danh hài. Quen thuộc với hình ảnh Ngân Thảo không có tới tận 9 chiếc răng và được đặt với nickname là Thánh Súng khi xuất hiện tại chương trình thách thức danh hài. Trong ngày trọng đại của đời mình, Thánh Súng Ngân Thảo và chồng đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì một màn lột xác và nhan sắc cực kỳ ấn tượng. Tại chương trình, cô nàng cho biết mình bị mất răng và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể chỉnh sửa lại. Trước trường hợp này, MC Ngô Kiến Huy đã tài trợ toàn bộ chi phí làm răng cho Ngân Thảo. Từ khi có hàm răng mới, Ngân Thảo lên hương rõ rệt về nhan sắc, nụ cười cũng tỏa nắng hơn trước. Điều này khiến cô nàng nhận được lời ra tiếng vào vì sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục của mình. Trước đó, Thánh Súng đã chia sẻ bức ảnh trang điểm đậm, nhuộm tóc vàng trông khá khác biệt với phong cách ngày thường. Nhiều ý kiến trái chiều nổi lên cho rằng cô trông nổi tiếng và bắt đầu ăn chơi sa đọa. Sau đó, cô nàng giải thích rằng đây là hình ảnh phục vụ cho việc live stream bán hàng. Hình này một năm trước khi thi thách thức danh hài mà cứ nói là tôi có tiền nên ăn chơi sa đọa, mặc áo hở ngực, nhuộm tóc vàng khe. Trước những điều tiếng này, Ngân Thảo đã chia sẻ, có nhiều người không biết nên nghĩ tôi thay đổi. Nhưng trước khi thi thách thức danh hài, tôi đã ăn mặc như vậy rồi. Thời điểm dự thi vô tình tôi phải tháo răng nên nghĩ mặc bộ bà ba sẽ là phù hợp nhất, chứ không thể mặc một bộ trang phục táo bạo. Hình ảnh súng răng mà áo bà ba ấn tượng với mọi người quá, nên sau này nhìn tôi không quen, chứ thật ra không phải tôi thay đổi. Là một trong những thí sinh đặc biệt của chương trình thách thức danh hài, Ngân Thảo giành giải thưởng cao nhất ở chương trình nhờ nét diễn tự nhiên, mộc mạc và rất cuốn hút. Sau cuộc thi, cô không tham gia hoạt động showbiz mà quyết định lui về, tập trung kinh doanh. Thánh Súng mộc bạch, tôi cũng ham nhưng phải lo cho nội với mẹ nên không thể đi đâu xa được. Với lại, người yêu cũng không muốn tôi tham gia showbiz nên cứ tập trung kinh doanh thôi. Lễ đính hôn của Ngân Thảo diễn ra ở Đồng Tháp, buổi lễ cũng khá ống cúng khi chỉ mời gia đình bà con, dòng họ. Trong thời điểm bùng dịch trở lại, cô nàng cũng không tổ chức cưới quá rình rang. Trong đoạn video được Ngân Thảo chia sẻ, nhiều khán giả cũng đã chú ý khoảnh khắc trao lễ vật cưới cho cô dâu. Trong đó có nhiều nữ trang và tiền mặt 50 triệu đồng. Nói về nửa kia, Ngân Thảo cho biết cô và bạn trai luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Thời điểm cô gặp nhiều điều tiếng không hay, bạn trai cũng luôn bên cạnh động viên và trở thành một hậu phương vô cùng vững chắc. Sau lời hứa hẹn cuối cùng, cặp đôi cũng nên duyên, Ngân Thảo ngạn ngào khi trở thành cô dâu mới. Trải qua những thăng trầm, cô nàng quán quân năm nào đã có được cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn. Nhiều khán giả cũng đã dành nhiều lời khen, chúc phúc dành cho thí sinh hài hước này. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!